sư cho con hỏi, khi thiền đi thì mình quan sát, cảm nhận sự dịch chuyển của đôi chân hay quan sát hơi thở? Khi thiền đi con có nên niệm Phật không? Con thường bị phóng tâm khi hành thiền, thậm chí là những suy nghĩ bất thiện, tham sân si. Con cảm thấy dây dứt và dằn vặt bản thân. Thầy cho con xin lời khuyên để bước ra cảm giác này. Khi sư hướng dẫn quý vị thực hành thiền hơi thở thì chỉ lưu ý đến hơi thở thôi. Quý vị thấy mình giống như cái người gọi là chưa học bò mà đã lo học chạy. Tức là mình chưa có thuần thục một món mà mình đã vội vã mình thực hành các cái món khác. Hãy thực hành thiền hơi thở một cách thuần thục. Rồi sau đó, khi nào sư hướng dẫn quý vị quán thân trên thân hoặc là quán thọ trên thọ thì quý vị thực hành theo. Và nhớ dù cho quý vị ở đâu cũng thế, khi được hướng dẫn thì chỉ nên thực hành theo điều được hướng dẫn, không nên tự ý pha trộn với những cái khác. Bởi vì khi quý vị pha trộn với những cái khác, quý vị sẽ làm hỏng cái phương pháp thực hành đó. Cho nên là hãy chỉ chú tâm đến hơi thở thôi. Hiện tại bây giờ quý vị còn phóng tâm rất là nhiều, còn suy nghĩ rất là nhiều, thì cái mà chúng ta cần làm chính là quay trở lại hơi thở. Nó kẹt một cái như thế này. Khi mà sư kêu quý vị theo dõi hơi thở thì quý vị gặp cái trường hợp phóng tâm. Rồi khi phóng tâm quý vị hỏi sư cách, sư kêu quý vị tiếp tục theo dõi hơi thở và quý vị thấy rằng nó không hiệu quả, cho nên quý vị đâm ra nghi ngờ và muốn theo một cái phương pháp khác có vẻ như thuận lợi hơn. Nó khiến cho chúng ta không có sự kiên định. Và nó cũng giống như là một người bị bệnh, sức khỏe yếu, bác sĩ kêu phải tập thể dục. Mới tập có một ngày, hai ngày thấy cơ bắp nó không lên, cái nói bác sĩ giỡn, kêu tập thể dục rồi tôi sẽ khỏe mạnh. Hỏi họ, lần tôi có hỏi bác sĩ đàng hoàng là tôi tập thể dục vậy là tôi có vạm vỡ, là cái tướng nó ngon lành được giống như là bác sĩ không? Bác sĩ nói được, ngó không, cái tướng tôi là ngon lành vạm vỡ, tôi nhờ tập, tôi tập thể dục đó. Mà sao tôi về tôi tập 2 ngày mà không thấy gì hết trơn, bác sĩ giỡn, tôi bỏ, tôi kiếm chỗ khác. Tại sao vậy? Có 2 ngày nói cái gì? Mình phải có cái sự kiên trì. Tập một thời gian dài thì mới được. Hơi thở cũng vậy. Quý vị chỉ mới có thời gian ngắn, đó là chưa kể là 2 ngày xong rồi quý vị về nhà lại tiếp tục quanh quẩn theo các dục nữa. Tức là giống như mình tập thể dục được 2 bữa xong rồi là mình ăn uống chơi xả láng, tháng làm 2 ngày. Rồi quý vị đòi nó hiệu quả thì hiệu quả đâu ra, tội nghiệp bác sĩ. Cho nên cái vấn đề không phải là cái phương pháp không hiệu quả, mà chúng ta chưa có sự đầu tư đúng mức. Chúng ta cứ khoái mì ăn liền. Cho nên cái vấn đề là chúng ta thiếu niệm và định. Thì hãy cẩn trọng cái đó.